Ngày 2 tháng 2, hộ bà Bùi Thị Lời tiếp nối các hộ dân của chung cư 440 Trần Hưng Đạo di dời về nơi ở mới, chung cư An Phú, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hộ thứ 5 di dời, trước đó có 4 hộ đã an cư tại chung cư An Phú, quận 6. Những ngày tiếp theo, các hộ sẽ tiếp tục di dời theo kế hoạch. Đến ngày 15 tháng 2, sẽ hoàn thành di dời 18 trên 20 hộ. Về chính sách hỗ trợ, các hộ dân di dời trước ngày 15 tháng 2 sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ, bao gồm 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Các hộ di dời từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 sẽ nhận 30 triệu đồng, còn sau ngày 28 tháng 2 không được hỗ trợ. Sau ngày 10 tháng 3, các trường hợp không di dời, chính quyền địa phương sẽ áp dụng biện pháp hành chính nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản chung cư cũ số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5 có hai mặt tiền, một mặt tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo và một mặt tiếp giáp đường Châu Văn Liêm. Tổng số căn hộ phải di dời là 20 hộ, trong đó 19 căn hộ có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Năm 2017, theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền, chung cư 440 Trần Hưng Đạo có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D thuộc diện phải tháo dỡ di dời khẩn cấp.